hôm nay một tây tháng 12 năm 2022, Phương Linh Mỹ Tho đi cùng với em Nguyễn Mậu Trường đến thăm chị A. Đây, đó. Rồi đứng ra được rồi. Chị A, bữa nay là một tây tháng 12 năm 2022. Đây là cái phần quà này là của bên nhóm Chung Một Niềm Vui gửi cho chị ha, gạo với mì gói với chai nước tương nha. Rồi cảm ơn nha. Cảm ơn gì Linh Dung á, nhỏ bữa hổm đi xuống với em đó. Dung á. Nha. Của chị Dung gửi đó phải không? Rồi của anh Dung á, bên nhóm Chung Một Niềm Vui gửi. Có đi mấy người nữa, một bạn nữa. Có cho phần gạo với gì nước tương hay gì đó. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi đi vô rẫm cho cưng, muốn vô rẫm vô. Muốn vô cho biết liều. Đi vô với dĩ đi. Rồi cảm ơn chị Dung. Rồi đi vô đi em, ngoài này cho em coi xe. Nè xách cái này vô. Hả? Xách. Vô cũng 20 phút rồi.